làm rồi sưng ra xong rồi vào với chiều nó vào một cái rồi hết sức liền. Tôi là Thi Freestyle. Ôi là la, và đây là Bình Dương nha anh em ơi. Hôm nay có kèo đá banh tại sân bóng Fly Sport Center. Hello anh em. Hôm nay mình có trận banh tại Bình Dương chung với mấy anh em đội Lamilen. Hello cả nhà. Hello anh Ken. Rồi, hello. Hello quý lợi. Hello anh Hùng. Trời ơi, chờ ai đâu. Mua đồ cho anh con clip em chóng mặt quá. Chóng mặt quá à. Mua ra đâu anh cho anh hả? Hello bầu. Ok. Chào Vinh Sông Lan. Thay đồ các bạn. Thay đồ ấy. Ủa này keeper ai chụp vậy? Ok. Tìm anh Đức. Áo xanh bên kia. Trong tay áo vàng. Áo nè. À, chân thì hơi đau xíu nên mình đang có cầm theo sản phẩm. Hai. Ô. Sò. Cun. Dạng tiếp cream nha anh em. Thì đang bị đau cái ngón chân, nó viêm. Sản phẩm này thì nó giúp kháng viêm, giảm đau đó. Nên thật miếng trước khi vô trận này. 3 giờ trưa, nắng nóng kinh khủng. Này dạng cream nên phải thoa hơi lâu lâu xíu. Sản phẩm chung nhà sản xuất với lại Tendo Artist, một sản phẩm của Tây Ban Nha. Anh em nào quan tâm thì mình để link trong phần mô tả. Đội bên kia mấy anh em chắc cùng bạn của anh Đức. Anh em chắc biết anh Đức mà đúng không? Cựu tiền thủ vô địch FF 2018. Dĩ nhiên anh Đức đá thì các cầu đá chung phải là cầu xịn xịn thôi. À nãy gặp lại Nguyễn Văn Quý nha anh em. Đợt đá chung ở Bến Tre. Và đây rồi, chủ sân, cựu tiền thủ Nguyễn Anh Đức. Ồ, trong sân có khỉ Neymar nữa nè anh em. Số 7 đó. Theo mình quan sát ở đây thì 3 sân 5 ghép thành 1 sân 7, giống như bao sân ở Sài Gòn nha anh em. Đội bạn phối hợp tốt ha. Bên sông Lam 3-3. Long Giang, anh Giang trả lại, chạy, đúng rồi. Dập biên. Hay luôn. Trời ơi, cái đầu nào. Nắng banh xét. Một điều, bộ Tô Lâm vô đá luôn rồi. Dạ. Trời ơi, lao thẳng vào cái cột dọc luôn. Nhưng may mà cả người lẫn cột dọc đều không sao cả. Đổi dây ơi. Ở tình huống này, mình quan sát thấy có góc khá rộng nên sút được. Ai ngờ vừa tung cú là bị hậu vệ lót. Chuẩn chỉnh hơn thì thật ra thì pha này có thể xử lý như sau: chuyền xuống đáy cho Long Giang, sau đó Long Giang đá ngang cho bọc Tô Lâm. Y bài luôn nha. Tập phút. May ghê, cầu số 14 mà Thuận Dương trái là sút banh sát cầu môn nhà mình rồi. Lấy vụ.
Em bảo Sơn ơi. Bàn thắng của Sơn Nemanja từ đường chuyền và góc của bầu Tô Lâm. Thì em ở bến của anh. Vơi 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 vơi. Canh giữa Sơn. Thêm một bàn thắng nữa của Sơn Nemanja từ đường kiến tạo của mình nha anh em. Hay quá, hay quá. Run, run. Bên kia bắt anh rồi, em sút luôn. Tình huống này khi dốc bóng xuống, mình cũng tính chuyền cột 2 cho đồng đội, nhưng đội bạn bắt bài hướng đó rồi, nên quyết định dứt điểm luôn. Bóng bay không mạnh nhưng thẳng vào góc A, thủ môn bó tay. Bước qua Phú. Bước qua Phú. Giữa Sơn. Rồi quá. Nắng. 3 giờ chiều. Và bây giờ là hiệp 2. Đổi sân nha anh em. Chạm tay. Lại có một bàn thắng nữa. Có vẻ anh Đức chỉ muốn dạo chơi chứ không muốn đá. Anh đi bộ nãy giờ. Mà những pha xử lý kỹ thuật rất tốt nha anh em. Chị Đức kia. Trời ơi, đá trúng cột. Cái chuyện anh Đức là xong rồi. Rồi giờ có hay vậy. Anh đi. Đức đá một chạm mà. Chân trái. Ây da, trời ơi, trúng cột. Đá rất bình thản. Dưới bên. Trời ơi. Anh Đức. Ồ. Cú sút đầu tiên của anh Đức. Rất mạnh. Ôi, trời ơi. Phải nói nãy giờ em không biết có ôi không vô. Bị lợi sút ghê thiệt. Đức ra nghỉ rồi. Cái tội 5 năm. Anh Đức vô sân đi bộ và chuyền không à. Kiểu vô giao lưu cho vui thôi, chứ không có bung sức ra đá nè.
Lâu quý. Lâu quá rồi. Nguyễn Văn Quý, một cầu thủ trẻ đang đá chuyên nghiệp thuộc biên chế câu lạc bộ Long An, quen mình đợt đá giải thiện nguyện ở Bến Tre. Danh. Về được anh ơi. Em. Ăn anh Giang. Ý da, đầu gối của mình và Quý vừa va vào nhau một cái cớp, thốn quá trời luôn anh em ơi. Trời. Keeper. Đổi bên Giang ơi. Về Phú. Cú sút của anh Long Giang dở cột văng ra đúng vị trí của mình. Quan sát thấy thủ môn sàng bộ rất nhanh qua vị trí góc bên trái, để lộ nguyên góc bên phải quá lớn thế này đây. Nên cho dù chân mình khá là đau, nhưng một cú đặt lòng nhẹ nhàng như thế này cũng kiếm được bàn thắng nha. Ây da. Thay luôn. Thầy Giang ơi. Thầy em. Ây da. Đụng cái gối với lại Quý bên kia đó. Cà que luôn rồi. Có sang đây. Mình sao thì đá được. Ây da. Dạ chị em còn trận ở Tân Bình. Trong thùng không có đá nên mình lấy nước lạnh rưới thẳng lên luôn nè anh em, nhằm giảm đau tức thời, lát ra kiếm bịch đá chườm lên sau. Đảo chân ghê vậy, mất bệnh. Đúng ý nguyện của khỉ này mà. Quý! Chuyển ngang lại. Đã có bàn thắng cho các thủ áo xanh. Các bạn đang ngồi mới đá nhưng anh ngủ biết tại chỗ. Cái quan trọng là cái... Hay! Hay! Anh Vũ rất anh khỏe như nhau mà anh Vũ Nguyễn Văn Quý khỏe hơn. Đúng rồi. Chứ anh tạt anh đi đứng chỗ anh chờ rất trông chạy không vào. Gôn hay quá, không vào. Không chứ 10 phút nữa mệt lắm á, trên hết sức là trên đường đó ra vào đấy. Vào Nguyễn Văn Quý đã có bàn. Đường chuyền dài. Ôi! Ngược hơi sâu. Lắc cái một luôn. Giật gót rồi đối diện gôn luôn. Hay quá anh Giang ơi. Khí. Ấy. Hay quá vậy anh ơi. The Rolex. Ấy da. Là bạn xong ơi. Khỉ đùa ghê thiệt. Qua đầu luôn. Rồi tha đấy nè. Trời tính đá xuyên hàng rào. À.
Thầy nhập biên Long Giang. Không có Ben hả? À rồi, có Ben anh Ti rồi. Nếu anh Long Giang đã vô quả này thì tỷ số là 10 đều nha anh em. Sorry anh em vì mình đã không thể quay được hết tất cả bàn thắng trong trận này. Nhẹ nhàng. Vậy nha. Gì vậy chưa? Cái mà. Thôi em. Rồi, cảm ơn. Sân ít quá nha. Đào đào nãy đá trái kia xong đào. Ok, cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Okay. Rồi, cảm ơn Đức. Ở này sân anh làm hả? Dạ. Dạ. Khu trung tâm em á. Dạ, ok. Kết thúc trận đấu giữa Lamiland và 97 Sport FC. Anh em thì thay đồ ra quán hết rồi, còn mình tranh thủ ở lại làm vài đường tại sân bóng của anh Đức. Trời ơi, sân đẹp quá trời luôn. Anh em ở Bình Dương có kiếm kèo đá banh thì ghé sân Fly Sport nha. Đây có cả căn hộ cho thuê. Sắp dày, món cà phê. Fat Rabona nè. Sân 7, 3 sân 5. Easy AK. Bóng của sân, tận được hết. Hai vòng ATV kép. Ít quá, làm lại nè. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái. Footstone, the furnace. Rainbow Blitz. Dứt điểm vào khung thành trống. Ok, lại thêm một trận bóng nữa tại một tỉnh thành ở Việt Nam. Anh em muốn mình đi tỉnh thành nào nữa thì để lại đây cho mình một comment cái nha. Nhưng lệ anh em thấy hay thì like đăng ký kênh, đón chờ clip mình trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Thi, xin chào, gặp lại. Bye bye.